Chiều ngày 27 tháng 5, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho hay đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án phối hợp A4243B triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào qua cửa khẩu tuyến đường bộ Việt Nam-Lào. Trước đó, 16 giờ 30 ngày 23 tháng 5, tại km số 5, quốc lộ 15D thuộc địa phận thôn La Lây, xã A Ngo, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm và Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng phối hợp với Biên phòng Quảng Trị phát hiện bắt quả tang 5 người Lào đang vận chuyển trái phép chất ma túy, trong đó có 2 sinh viên. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 100 bánh heroin được giấu kín trong ô tô, cùng một ô tô biển kiểm soát Lào 4735. Qua khai thác nhanh, nhóm này khai nhận số tang vật nói trên là heroin, được một người Lào tại thủ đô Viên thuê vận chuyển từ đó về thành phố Đông Hà, Quảng Trị, với số tiền công là 3.000 USD. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, đấu tranh mở rộng bắt giữ các đối tượng liên quan.